bây giờ xin giới thiệu với Trinh và tất cả mọi người món ngày hôm nay Ngọc chia sẻ, đó là món bò nấu bia. Bò nấu bia. Ngọc sẽ giới thiệu nguyên liệu làm món này ha. Đầu tiên đương nhiên chúng ta phải cần đến thịt bò, sau đó là bia, rồi nước dừa, bột năng, tỏi bầm, lá thơm, bơ, tương cà, cà rốt, khoai tây, hành tây và ít rau thơm. Rồi bây giờ bước đầu tiên mình làm gì đây chị Ngọc? Trước tiên thì Trinh hãy sắc rau củ giùm Ngọc nhé. Rồi, hành tây Trinh, xong rồi. Bây giờ Trinh đưa giùm Ngọc cái tô. Dạ. Bây giờ là đến phần ướp nha. Đầu tiên là tỏi ha, mình ướp với tỏi. Xong rồi bột nêm, đường, tiêu, muối. Bây giờ chúng ta sẽ ướp nha. Trinh biết sao có nước dừa không? Nước dừa để cho nó ngọt. Dạ. Và bia, thường thường bia là mình nấu chung với bò thì nó sẽ làm cho bò mềm hơn nữa. Cái phần này mình ướp bao lâu thì được ạ? Cái này mình ướp xong rồi mình để khoảng chừng 5 đến 10 phút là được rồi. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ bật bếp lên cho nóng nồi nè. Sau đó là bỏ bơ vào, rồi bỏ một ít tỏi vào. Rồi, chúng ta sẽ bỏ thịt bò đã ướp vào. Chị Ngọc ơi, vậy là nguyên liệu tiếp theo mình bỏ vào là gì đây? Sốt cà với lại lá thơm nha em. Dạ, đây nè. Bỏ sốt cà vào để mình tạo màu, lá thơm. Chừng nào mình mới bỏ bia vào đây? Bia thì chút xíu sau nữa, bây giờ bỏ nước dừa vào trước. Bên này mình cứ để cho sôi sôi đi ha. Sôi sôi một chút. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục xào rau củ. Hà Trinh biết sao phải xào rau củ ở ngoài không? Tại sao vậy chị? Để cho rau củ săn, thơm và không bị nát khi mình bỏ vào nồi. Chị sẽ nhớ bí quyết này. Cho chị Ngọc thêm một miếng bột nêm và tiêu đi. Rau củ đã được rồi ha, bây giờ mình sẽ bỏ vào. Hấp dẫn quá. Rồi, Trinh chuẩn bị bia sẵn cho chị nha. Ủa, Trinh thấy còn có một chén bột ở đây nè. Chén bột đó là để chút xíu nữa mình sẽ pha vào đây để cho cái nước nó sền sệt. Rồi, vậy Trinh sẽ pha bột với nước nha, để chút nữa chị bỏ vào cho dễ. Rồi, một thời gian thì chắc chắn là bò đã mềm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn tất những công đoạn cuối cùng nha. Đúng là khi mà mình bỏ bia vào mình không có nghe mùi bia, nhưng mà bia nhiều như nó ngấm vào trong thịt bò, ăn rất là ngọt, thơm và có cái mùi lạ lắm. Đó là bí quyết của chị đó. Mùi lạ lạ là bí quyết của chị đó. Món này ngon như vậy hay là buổi trưa nay em quyết định nha. Em giữ nguyên một cái nồi bò hấp bia, ăn cho bữa trưa, ăn thêm với bánh mì và tráng miệng là chè đậu xanh. Còn bữa tối thì chúng ta sẽ quay về với những bữa cơm quen thuộc, đó là canh bắp cải cuộn thịt và tôm rim. Sau đó chúng ta sẽ tráng miệng bằng một dĩa trái cây thật là tươi mát.